Lợi ích sức khỏe tuyệt vời nhờ ăn táo. Táo là loại quả không những ngon mà còn bổ dưỡng, vậy bạn hãy đọc bài dưới đây để biết đến những lợi ích tuyệt vời mà trái táo đem lại cho sức khỏe chúng ta. 1. Giảm lượng cholesterol. Một quả táo trung bình chứa khoảng 4 gram chất xợi, bao gồm pectin, loại chất từng được chứng minh làm giảm lượng LDL cholesterol có hại xuống 10% trong vòng 6 tuần. Cụ thể, pectin sẽ giúp cơ thể hạn chế hấp thụ và tích tụ cholesterol. 2. Giúp bạn no lâu. Nhờ giàu chất xợi, táo cũng sẽ khiến cho bạn no lâu dù không hề nạp quá nhiều calo vào cơ thể. Điều này xảy ra do cơ thể chúng ta tiêu hóa chất xợi lâu hơn các chất dinh dưỡng khác. Thực tế, bất kỳ thực phẩm nào chứa tối thiểu 3 gram chất xợi đều được coi là nguồn dinh dưỡng cực kỳ có lợi. Một người trung bình được khuyến cáo nên nạp vào cơ thể từ 25 đến 40 gram chất xợi, tương đương với 1 đến 2 trái táo mỗi ngày. 3. Giảm cân, giữ dáng. Vỏ táo chứa một thành phần quan trọng là axit oxalic, một loại axit giúp giảm nguy cơ mắc chứng béo phì và từng được thí nghiệm thành công trên loài chuột. Đó là nhờ axit oxalic thúc đẩy việc đốt cháy calo trong cơ thể, tăng cường xây dựng cơ bắp. 4. Chống cảm lạnh. Ngoài cam, táo cũng cung cấp rất nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Mỗi quả táo trung bình chứa 8 mg vitamin C, tức khoảng 14% lượng vitamin C cần thiết mà bạn nên nạp vào mỗi ngày. 5. Chống ung thư. Theo nhiều nghiên cứu được công bố trên trang Ủy ban táo Washington, táo chứa nhiều chất chống lại các bệnh ung thư điển hình như quercetin, hợp chất màu vàng tự nhiên tìm thấy trong táo, ngăn ngừa ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt. Phytochemicals có trong vỏ táo chống ung thư đại tràng, ung thư vú hay ung thư gan. Chất xơ tự nhiên được biết là chất khử, làm giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. 6. Phòng bệnh tiểu đường. Một nghiên cứu từng được tạp chí dinh dưỡng Hoa Kỳ American Journal of Clinical Nutrition đăng tải năm 2012 chứng minh anthocyanin, chất tạo ra màu đỏ, tím và xanh lam trong thực vật như quả táo, lê và việt quất, có khả năng làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2. 7. Thúc đẩy trí não. Theo Good Housekeeping, ăn táo giúp gia tăng sản xuất Acetylcholine cho cơ thể, giúp tăng cường gắn kết các tế bào thần kinh. Táo cũng giàu chất chống oxy hóa và quercetin, có tác dụng tương tự đối với trí não. Do đó, ăn táo có thể giúp cải thiện trí nhớ, làm giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.